Viva, thì do có điều kiện công tác trong ngành di sản bên trung tâm UNESCO, và bên đó có điều kiện đi triển lãm, tham gia các cuộc trưng bày ở bảo tàng các tỉnh, nên là tôi có điều kiện sưu tập, thu thập những hiện vật của Sài Gòn xưa. Thế kỷ rồi, đa số là bị mục, bị hư hết rồi, nhưng mà tôi phải đi tìm cho bằng được những cái hiện vật như những cái chai nước bia laser, những nước con cọp, những cái kết bia rất là quý và hiếm của Sài Gòn trước 1975, những chiếc xe máy thì có nhiều chiếc xe mang giá trị lịch sử thì tôi cũng sưu tập, chiếc xe Motopecan 1936-1938, có hai chiếc xe đó là quý nhất trong sưu tập, tôi đã sưu tập và mang về quán cà phê ở đây. Bắt đầu từ năm 1993, tôi đã sưu tập, mới đầu thì tôi sưu tập tiền cổ Việt Nam, rồi sưu tập xe, sưu tập những cái những chai rượu mẫu của Việt Nam và thế giới. Sau đó bắt đầu thấy thích những cái hiện vật của Sài Gòn, rồi bắt đầu đi tìm. Rất là khó khăn để tìm những cái hiện vật đó, phải đi sưu tập rất là nhiều nơi và có khi là phải trả một số tiền rất lớn để sở hữu những cái hiện vật đó. Như những cái hiện vật như là cục xà bông Cuba, những cái postcard của có hình ảnh của Cuba là hoa hậu đầu tiên của Việt Nam đó, 1865, thì rất là khó khăn để tìm những hiện vật đó. Nhưng cục xà bông đó ở Việt Nam chắc tôi nghĩ là chắc đếm trên đầu ngón tay, nhưng cục gần 100 năm rồi. Tôi may mắn thì có được triển lãm năm tháng 7 năm ngoái, thì cái chương trình đó là Sài Gòn một thế kỷ bằng son. Tôi có gặp ông chủ tịch di sản Pháp, tôi có đến tham dự làm, sau đó ông tặng một cái postcard của mình của bà Sài Gòn. Cố đi tìm những cái đồ cũ. Những cái đồ cũ á thì nhiều người cũng không thích đâu. Đa số người ta cũng muốn đi à, nhưng mà mình yêu thích thì giữ lại. Có khi là người ta tặng cho mình đó. Như cái chiếc xe tôi đang sở hữu, chiếc xe máy, xe tay ga đầu tiên của Honda đó, là chiếc BC 1972. Chiếc xe đó là của nghệ sĩ Cao Trung. Chạy xe đó, bây giờ ông có con gái rồi, giờ có cháu ngoại rồi, ông để ở nhà rồi, ông nói thôi để tặng lại cho Hiệp để trưng bày ở ngay cái quán cà phê lúa. Tại sao lại đặt tên mình là quán cà phê lúa? Tại vì tên ở nhà là tên lúa. Mỗi lần mà đi tham gia cái cuộc triển lãm về xe cổ gì đó hay mặc áo bà ba, cho nên là dân chơi xe cổ hay kêu là lúa. anh lúa.
nhớ về cái thời mà trước năm 1975 đó, những cái hiện vật ở đây là tái hiện lại cái không gian Sài Gòn xưa nên rất yêu thích. Ở tới đây rất nhiều lần mà có xin theo xem những cái hiện vật như là cái Longigo, rồi những cái quyển tập của Sài Gòn, rồi những cái bản nhạc, bản cây lương rất là xưa và những cái bản cây lương mà viết tay cho nghệ sĩ Úc Trà Ôn. Yeah. Mong muốn của anh như thế nào đối với lại một cái Sài Gòn xưa, một cái quán Sài Gòn xưa mà tái hiện như thế này? Mong muốn là giới trẻ nên là gìn giữ những cái di sản của cha ông để lại và gìn giữ và phát huy một cách tốt đẹp. Đây tất cả hiện vật đây á, nó mang giá trị lịch sử, đa số là mang giá trị lịch sử. Muốn là giữ lại hình ảnh của Sài Gòn xưa thì sẽ nhà, sau này muốn là nhân rộng một cái không gian xưa ở một địa điểm khác nữa, có thể là ở Hà Nội hay là ở Huế vậy đó, thì cho mọi người có thể chiêm ngưỡng cái không gian và những cái hiện vật của Sài Gòn ngày xưa. Những cái không gian ở đây á, thì tái hiện rất là nhiều không gian như là nhà Mai, rồi hiệu ảnh, rồi không gian phòng khách, đường phố Sài Gòn được tái hiện ở đây hết. Những cái quầy nước ngày xưa, xe hủ tiếu Tàu, rồi chiếc xe mà của Sài Gòn rất là quý hiếm đã hiện hữu ở đây. Thì tôi đã mang về đây hết để dựng lại một cái không gian tất cả các hiện vật có nằm